Rồi Tùng xin chào mọi người nha. Thì tối hôm nay Tùng lại về được ba con máy mọi người nha. Benchmark M3, Realme Blade và Asino Pro SW. Tùng còn một con Sedona Ấn Độ nữa mọi người. Tùng đang đợi nó về nhưng mà không biết nó có về không nha. Tiền thì Tùng chưa khó nhưng người ta đủ luôn rồi. Đấy, người ta chụp cái hình cho Tùng á, người ta nói là đang gửi bưu điện cho Tùng. Đấy nhưng mà Tùng không biết thì họ có gửi không. Đấy, nhiều khi Tùng sợ người ta không gửi thôi mà người ta lấy tiền thôi nên Tùng cũng đang đợi này. Tùng cũng lười check cái mã đó. Nói chung thì đỡ mai Tùng xem thế nào đã chứ cả tuần rồi nhưng mà chưa chưa thấy tâm hơi đâu hết nhá. Rồi thì ở đây là ba mình vô vấn đề chính luôn nha. Thì ở đây là ba con máy hôm nay Tùng sẽ muốn bán cho mọi người nha, với một cái cần cái cần sẽ trong bạch kim mọi người. Đây là cái cần xịt trong bạch kim nha mọi người nha. Đấy. Thì hôm nay Tùng sẽ bán bốn cái món này nha, bốn món này trước. Đấy. Thì trước khi bán bốn món này thì nói chung thì Tùng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ Tùng nha. Đấy. Ngày năm mới Tùng chúc mọi người nhiều sức khỏe. Đấy. Gặp nhiều may mắn nha, gia đình lúc nào cũng khỏe mạnh nha mọi người. Rồi. Bây giờ Tùng sẽ vô cái con Realme Blade trước đi. Thì con Realme Blade này hiện tại là rất là nhiều anh nhờ Tùng kiếm nha mọi người nha. Thì cái con Realme Blade hôm nay Tùng muốn giới thiệu mọi người á. Thì cái con này là size 7.000 nha. Nói chung là con này cũng mới, nói chung là 89% lận. Thì con này anh kia đặt cọc tiền Tùng rồi á, thì Tùng sẽ đưa cho anh đó nha. Nói chung là những khách nào mà đặt cọc tiền của Tùng rồi á thì Tùng sẽ kiếm giùm và sẽ đưa cho người đó nha. Còn những khách nào nhờ Tùng kiếm mà không có cọc tiền thì có thì Tùng sẽ đăng lên clip cho mọi người thôi, cho nói chung không ưu tiên, không phải là ưu tiên không ưu tiên, mọi người thông cảm nhé. Còn cái này thì người ta đã đặt cọc tiền ở Tùng rồi thì mình phải giao máy cho người ta mọi người nhé, thông cảm nhé. Thì con này là full box hộp sắt này mọi người nha, đầy đủ luôn nhá. Nó có bao này, bao nhung này mọi người. Thì size con này là size 7.000 nha mọi người nha. Thông số nó mọi người 501 mắt rách 10 kg, trọng lượng nó là 595 này, 6 vòng bi nha, cước nó là 0.43 là 180 m nha. Thì cái dòng Realme Blade đây mọi người biết rồi, nó là có cối trợ lực nha. Đấy. Đây bao là bao nhung nó nè, thì cối trợ lực á đỡ nó chặn cạnh tranh với những cái hãng nổi tiếng bây giờ như là Ben Shimano hay Daiwa mọi người nè. Đấy, thì những hãng không tin tuổi thì nó phải cải tiến, thứ nhất là về cái ngoại hình, thứ hai là về cái body và thứ ba là cái ruột bên trong nó nha mọi người, đó đỡ cạnh tranh những hãng kia. Và cái quan trọng nhất đó là cái giá của nó mọi người, cái giá của nó đấy nè. Cái này là của Meizu Japan nha mọi người nhé, Meizu Japan này. Cái đây là máy của nó, nguyên liệu của nó đấy. Thì toàn bộ những cái này thì được lắp ráp tại Trung Quốc nha mọi người nha, nó thẳng như vậy nha. Thì cái máy này nó được vô cước 4 con cá rồi mọi người. Thì cước này là 120 một cuộn này. Đấy, về Tùng vẫn đỡ yên nha, Tùng không có đụng chạm gì hết. Tay quay này là vẫn là tay quay răng vặn nha mọi người nha. Thì tay quay này không phải là đúc liền mọi người, thường đúc liền nó sẽ gắn, còn tay quay này tay quay hở nha mọi người nha. Đấy, tay quay hở nè. Đấy, hai tầng, siêu cốt hai tầng. Thì những clip trước Tùng có review nó rồi. Đấy, thì con này là giá nó, nói chung là giá nó bây giờ nó dao động lắm mọi người ơi, tại dịch nè, xong rồi giá nguyên liệu của nó lên đó mọi người. Cái giá mà hồi đợt mà cao điểm nhất của nó dao động khoảng 1,3 triệu đến 1,4 triệu á, 1,3 triệu đến 1,4 triệu nha mọi người nha. Này, đông vặn nè mọi người, hai tầng nha. Và nấm thì mà hai bên đều đổi chắc phải đều được nha mọi người nha. Đấy. Thì đối với con này nè, Tùng bán rất là nhiều rồi. Thì cái phần đít nó này, cái phần ốp này mọi người, phần ốp nó đối với con này rất là dở luôn nha. Cái ốp này thôi, miếng ốp này nha, máy ok hết. Ốp này này, nó rất là dở, bị nứt nha, nứt cái này nè. Đấy, khi mà các bạn mua máy mới giờ các bạn mở hộp ra các bạn thấy nứt này là bình thường nha mọi người nha. Đấy, nói chung Tùng bán mấy con rồi Tùng đấy nó bị nứt này, đối với con này không bị nha mọi người. Đấy, không, con này cũng rất là đẹp luôn.
Con này Tùng thích cái tiếng mô bin đó nè mọi người, kêu rất là hay luôn nha. Hai bên của nó nè mọi người, rotor nó này còn rất là đẹp nha mọi người nha. Đấy. Nói chung là mọi người muốn rẻ mà khỏe thì nên lấy con này Runmiller nha mọi người nha, nó có cối trợ lực. Còn đối với Daiwa hay Shimano nó không có trợ lực đâu mọi người. Đối với hai dòng đó là nó, thứ nhất là nó rất là bền rồi, khỏi bàn hai dòng đó nha. Tại vì công ty nó là có mấy chục năm rồi mọi người. Đây, cao su chống nước của nó mọi người rất là dày luôn nha. Đấy, có trợ lực của nó, có trợ lực nha, sorry mọi người. Nói chung cái này cũng rất là mới luôn nha mọi người nha. Hồi xưa Tùng cũng có hai con này lận, nhưng mà Tùng mà chia khách hết rồi. Đây, con này cũng mới luôn nha mọi người nha. 99 luôn á, 99 luôn rồi. Con này giá nó hiện tại là 1,2 triệu mọi người nha. Con này nó bung vào lát chắc Tùng phải quấn nó lại mọi người à. Buổi tối rồi, giờ Tùng nói nhỏ xíu nha. Giờ là cũng 11 giờ mấy rồi. Nói chung mình khi nào làm clip cho mọi người á thì khuya hết mọi người à. Chung là Tùng làm về khuya. Hôm nay Tùng đi giao hàng và lấy hàng á mọi người, từ 4 giờ chiều cho đến 10 giờ Tùng mua về nha. Nói chung là hôm nay đi cũng rất là cực luôn, rất là mệt luôn, quần ngồi cả ngày mọi người, ngồi xe mình đi liên tục á, chung là tê mông hết luôn. Chung là anh chị nào mà đi xe nhiều thì anh chị sẽ biết cảm giác đó, nó rất là tê, rất là khó chịu nha. Đấy, Runmiller 7,000 mọi người nha. Này, ngồi hình nó rất là đẹp luôn. Đấy, thì con này khách đã đặt cọc của Tùng rồi thì ngày mai Tùng giao nha. Thì cái máy này giao nội thành Sài Gòn thôi nha mọi người nha, miễn phí luôn. Bây giờ tất cả những máy này Tùng bán á, thì hiện tại Tùng sẽ giao nội thành Sài Gòn cho mọi người. Bây giờ ship thì hiện tại bưu điện đồ thì nó sẽ không có nhận nữa, hay Viettel nó không có nhận nữa mọi người nha. Tại vì cận Tết rồi, hàng nó bây giờ nó sẽ bị động lại cho nó không có giao đi nữa nha. Rồi, tiếp theo là con Arsenal FW Pro. Thì con này giá của nó cũng ngang con Runmiller thôi mọi người. Con này cũng full box nè. Tôi quay đúc liền người nha, cũng hai tầng nè. Nấm carbon, trong con này Tùng cũng bán rất là nhiều luôn à. Bên trong nó mọi người. Bịch tạo âm thanh nè, phụ nó nè mọi người. Trong con này đầy đủ luôn nha. Thì con này thì giá của nó cũng là 1 triệu nha mọi người nha. Giá mới là 1,2 triệu. Thì Tùng bán là 1 triệu, vẫn rẻ hơn 200,000 nha. Và con này Tùng free ship nội thành Sài Gòn luôn nha mọi người nha. Mọi người nhìn này, đấy, mới còn rất là mới luôn. Con này âm thanh nó cũng ngang ngửa với con kia mọi người, con Runmiller mọi người. Nhưng mà cái con này, con Arsenal Pro này âm thanh nó dạng nó vang hơn mọi người nha, nó thanh hơn nha. Con này 1 triệu thì Tùng sẽ free ship nội thành Sài Gòn nha. Nói chung là anh em nào thích á thì cứ nhắn tin cho Tùng, Tùng mở free ship nội thành Sài Gòn nha mọi người nha. Đấy, có nhiều anh em mua máy Tùng rồi á, Tùng mang đó Tùng cũng không có lấy tiền, Tùng nói free ship thì Tùng sẽ free ship mọi người, còn cái nào Tùng nói không thì không nha. Đấy, đây là hai con. Thì con Runmiller thì người khách đã đặt rồi, thì còn con Arsenal Pro thì khách chưa đặt. Thì anh em nào đặt thì cứ báo Tùng, giá 1 triệu bao ship nha mọi người nha. Rồi, tiếp theo là con Ben Slammer 5,500. Ở những clip trước Tùng có nói mọi người Ben Slammer 5,500 này Tùng đợi rất là lâu rồi. Đấy, thì hôm nay máy nó về mọi người. Hôm nay máy nó về thì Tùng làm clip luôn nè. Con này cũng full hộp nha mọi người nha, rất là mới luôn. Người nhìn này, còn mới nhá. Thì cái cốt của cái Ben Slammer 3 này thì mọi người có thể lấy ra được nhá. Nè, người lấy ra, ấn vào bình thường nha mọi người nhá, không ảnh hưởng gì hết. Đấy, cốt nó bình thường. Cái dòng này nó vậy mọi người. Cái cốt nó có thể tháo ra được luôn. Đầy đủ nhá, hộp sắt nè mọi người. Bao này mọi người, nói chung là bên là đầy đủ hết luôn nhé. Hôm nay Tùng giới thiệu ba con nhưng mà đi full box hết nha mọi người nhé. Mọi người nhìn này, bên của nó còn y nguyên nè mọi người.
phần thân của nó này. Nói chung mình nó có nổ sơn nhẹ trong người nha. Nói chung còn lại đẹp hết. Đẹp. Chân máy mọi người, chân máy còn đẹp luôn nha. Nó có nổ sơn này, như tay nhẹ này. Nói chung không vấn đề gì hết nha. Hai bên rotor nó mọi người đẹp nè, mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Này có này. À, chạy sơn nè mọi người. Chạy nhẹ sơn này. Nhẹ sơn này. Tem nó cũng y như luôn rồi. Tem thì hàng giả nó mọi người. Cói nó cũng đẹp nè mọi người. Cói nó đẹp nha. Chưa bay chữ gì luôn nha. Nói chung anh này đánh con này cũng rất là ít luôn. Tiền quái chưa không cẩn thận thôi. Nóc cói cũng đẹp mọi người. Viền cói luôn nè. Trong viền cói con này đẹp luôn. Không có đụng chạm gì hết luôn nha. Đấy. Con này có cước sẵn luôn nha mọi người nha. Con này có cước sẵn luôn. Cái 6 luôn nè mọi người. Nói chung một con này cũng nguyên zin luôn nha. Tất cả những con nãy giờ Tùng đưa lên á, ba con này đều nguyên zin luôn nha mọi người nhé. Nguyên zin này. Ngoại hình của con Ben này tầm khoảng 96% mọi người nhé. 96 nguyên zin nha. Thì con này hiện tại Tùng đang bán là 2.999 nha. Thì pre-ship Sài Gòn luôn. Nói chung anh em là chốt cái con này Tùng cũng pre-ship luôn nha mọi người nhé. Giao tận nhà luôn. Tận nhà, xe máy và thanh toán tiền luôn. Đấy. Ba con máy hôm nay Tùng được đi ship hết luôn nha mọi người nha. Cuối năm rồi, nói chung ai cũng bận hết. Tùng thì sẽ sắp xếp, Tùng đi giao cho người luôn, trong ngày luôn. Đi ship. Rồi, tiếp theo Tùng muốn giới thiệu mọi người đó là một cây cần Asinus trong mọi người. Thì cây này thì đối với những anh em mà câu hồ rồi thì quá quen thuộc rồi. Con này 3m15 mọi người. Phôi bạch kim mọi người nè, rất đẹp luôn. À, khoen là Fuji nha, Fuji này, Fuji. Thì cây này Tùng sẽ tặng cái dòng này cho người luôn nha, tặng cái dòng này cho người gác cần này. Cây này là đời 2021 cho người nha. Thì nó là bát Fuji tem vàng này. Còn những cái đời trước của nó thì nó sẽ là bát hãng thôi. Đấy. Thì cây này nó cũng dao động lắm mọi người, từ 1.2 đến 1.4 cho mọi người nha. Thì bát Fuji tem vàng thì mọi người biết bát Fuji thì thứ nhất là nó chắc và nó rất là tốt nha mọi người nhé. Thấy không mọi người, không nó không giống như bát hãng. Nói chung là cái dòng Asino mọi người thì nó chịu khó đầu tư vào ngoại hình rất là nhiều luôn mọi người, để đánh vào cái thị trường đầu câu của mọi người, cạnh tranh với những cái hãng như là Shimano, Daiwa hay Ben đồ mọi người nhé. Mọi người thấy không, rất là đẹp luôn. Cái này cán hở 3 khúc nha mọi người nhé. Đấy. Thì cây này Tùng cũng đang thanh lý với giá 1 triệu bao ship luôn nha mọi người nhé. Thì anh em nào Sài Gòn thì cứ liên hệ Tùng bao ship luôn. Đó là cái phần gốc nha mọi người nhé. Đây là phần đọt nó này. Nó gồm có nãy là một khoen nhé. Này là hai này, Fuji luôn nha mọi người nhé. Ba này. Tất cả đều Fuji nhé. 4. Người thấy phô bạch kim rất đẹp không? 5 6 7 8. Thì 8 khoen này giống như cần dẫn nha mọi người nhé. Giống như cái mẫu cần dẫn nha mọi người. Là 8 khoen nha. Chừng nó luôn. Đầu bu nó mọi người. Nó tay tập tại nhiều quá mọi người. Chai luôn nè. Nhìn ghê. Đấy. Rất đẹp luôn nha mọi người nha. Đấy. Anh em nào thích thì liên hệ Tùng nha. Giá 1 triệu nha mọi người nha. 1 triệu bao ship nội thành Sài Gòn nha. Như mới luôn. Cần như mới luôn. Đó. Tiết kiệm hơn của hãng 200-300 ngàn nha mọi người nha. Nhưng mà được free ship nữa. Còn mua những chỗ khác thì nó sẽ không có free ship mọi người nha. Đấy. Rồi anh em nào mua thì cứ liên hệ Tùng nha. Rồi clip hôm nay của Tùng là 4 món. Cây trong bạch kim Ben Slammer và con Asino S-Lew Pro nha mọi người nha. Tùng về một con đuôi chuột mọi người, Black á. Hôm bữa Tùng có nói mọi người á, thì Tùng lấy công ty về luôn rồi. Thì Tùng đỡ trên hôm nay Tùng định lấy về mà cuối cùng quần Tùng lại quên bỏ trên công ty mọi người nha. Nói chung là anh em nào thích cái con đó về sưu tầm hay cả đi câu á cho nó mới lạ thì liên hệ Tùng nha. Thì bữa Tùng báo rồi thì giá công ty nó mang về là 1.1 triệu.
thì Tùng sẽ thanh lý con đó là 100 ngàn công của Tùng nha, là 1,2 triệu. Thì anh em nào thích đó thì cứ liên hệ Tùng đấy. Tùng thì hiện tại Tùng cũng có một con rồi, Tùng sưu tầm đó, còn con kia Tùng mới lấy với công ty về. Anh em nào thích thì cứ liên hệ Tùng nha, Tùng sẽ giao mọi người luôn. Con đó cũng vi ship nội thành Sài Gòn nha. Bây giờ tới Tết là không thể nào chuyển hàng đi được nha. Nói chung anh em nào Sài Gòn thích đó thì cứ liên hệ Tùng, Tùng ship tới nhà luôn, xem hàng thanh toán nha mọi người nha. Rồi, mọi người thấy hay mọi người đỡ là một like, một đăng ký hay chia sẻ cái kênh của Tùng nha mọi người nha, đỡ kênh nó phát triển hơn nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều, chúc người ngủ ngon nha. Bye bye.